Hồng Kông phát hiện chất gây ung thư trong 9 loại sữa bột cho trẻ. Nếu sử dụng quá liều lượng, các hợp chất có trong những mẫu sữa này làm hỏng chức năng thận, đột biến DNA và dẫn đến ung thư. Theo SCMP, Hội Người tiêu dùng Hồng Kông, Trung Quốc vừa báo cáo về trường hợp sai phạm trong thành phần của một số nhà sản xuất sữa bột công thức dành cho trẻ em tại đây. Cụ thể, cơ quan trên kiểm tra 15 nhãn sữa. Tất cả đều chứa 3MCPD, chất tạo ra trong quá trình tinh chế chất béo thực vật dưới nhiệt độ cao. Nếu tiêu thụ quá mức, 3MCPD sẽ làm hỏng chức năng thận và ảnh hưởng tới khả năng sinh sản của nam giới. Các mẫu được phát hiện có từ 13 đến 120 microgram 3MCPD trên mỗi cờ sữa công thức. Chúng đều đáp ứng tiêu chuẩn của FAQ, WHO về phụ gia thực phẩm, quy định tối đa 17,2 microgram mỗi kg. Tuy nhiên, Hội Người tiêu dùng Hồng Kông vẫn cảnh báo về hàm lượng chất này trong 15 loại sữa bột. Nguyên nhân đưa ra là dùng lâu dài, 3MCPD tích tụ gây hại cho cơ thể. Nếu trẻ uống sữa theo lượng khuyến cáo trên bao bì, em bé 1 tháng tuổi sẽ tiêu thụ 106 gram sữa công thức với lượng 3MCPD vượt quá mức cho phép. Những trẻ chỉ được nuôi bằng sữa công thức nguy cơ càng cao hơn. Ngoài ra, sữa công thức cho trẻ sơ sinh của hãng Bellamy Organic Australia vượt quá giới hạn quy định của Cơ quan An toàn Thực phẩm châu Âu. Chất gây ung thư khác là glycisol cũng được tìm thấy trong 9 mẫu sữa. Chất này có thể làm hỏng DNA của tế bào và gây đột biến, dẫn đến ung thư. Tuy nhiên, Hội Người tiêu dùng Hồng Kông cũng nói thêm rằng liều lượng chất này ở các mẫu sữa ở trong mức cho phép chỉ khoảng 1,1 đến 29 microgram mỗi kg. Quy định an toàn thực phẩm của EU tối đa là 50 microgram mỗi kg. Trước tình hình này, giáo sư Nozatam Fungji, Chủ tịch Hội Người tiêu dùng Hồng Kông, kêu gọi giới chức đưa ra các quy định và biện pháp nhằm giảm thiểu rủi ro sức khỏe cho trẻ khi sử dụng 15 loại sữa trên. Ngoài ra, Hội Người tiêu dùng Hồng Kông cũng phát hiện sữa Illumer của YZ chứa ít lượng vitamin A hơn so với công bố 21,9%. Đây là loại sữa bột công thức đắt nhất trên thị trường tại Hồng Kông. Đại diện của YZ cho biết điều này có thể xuất phát từ các phương pháp thử nghiệm khác nhau giữa nhà sản xuất và hội người tiêu dùng. Lượng vitamin B3 trong sữa cho trẻ của Mi trung ít hơn 14% so với chỉ định. Phía Mi chẳng định họ tuân thủ các quy định do Cơ quan tiêu chuẩn thực phẩm toàn cầu các đề ra. Liên quan sự việc, tối ngày 19 tháng 8, ông Nguyễn Thanh Phong, Cục trưởng Cục An toàn Thực phẩm, Bộ Y tế cho hay đơn vị này đã có thư gửi cơ quan chức năng Hồng Kông để trao đổi thông tin. Theo ông Phong, quy định hiện hành tại Việt Nam chưa có tiêu chuẩn về hàm lượng 3MCPD trong sữa công thức. Việt Nam chỉ có tiêu chuẩn về hàm lượng của chất này trong nước tương. Ủy ban tiêu chuẩn thực phẩm quốc tế CODEX mà Việt Nam là thành viên cũng chưa có quy định về 3MCPD trong sữa công thức. Cục An toàn Thực phẩm cũng đang tra cứu thông tin về hàm lượng 3MCPD trong sữa tại các quốc gia như Mỹ và EU.